hướng dẫn anh em cách ra lưới đơn giản nhá. Anh em ra lưới rẽ hoặc là lưới chim đêm thì cứ ra bình thường như này này. Đây là bên em đã để đầu sẵn ra cho các bác này. Các bác về chỉ cần ra nó nhẹ nhàng thôi. Như đây là em ra cái tay lưới rẽ 50m cho các bác nhìn này. Đây. Anh em ra nó từ từ thôi. Không sợ rối, kể cả anh em ra một mình vẫn ok nhá. Khi anh em ra nhẹ nhàng như này, lưới nó sẽ không bao giờ bị vặn. Đây các bác nhìn này. Em ra như này, đây là cái đầu thắp gió là trên luôn này. Đây này. Các bác nhìn này. Đấy. Lưới nó sẽ không bị vặn. Đấy, không bị xoắn. Anh em ra, kể cả anh em ra một mình vẫn ok. Nếu mà ra hai người thì nó sẽ nhanh. Đây các bác nhìn này, đây em ra gần hết một khoang lưới nhá. Đây này, em kéo gần hết một khoang lưới, nó sẽ không bị xoắn. Anh em đẩy khi tới cái đoạn này này, nó sẽ bị mắc vào cái tai giữa, ở cái cọc ở giữa nhá. Anh em đẩy này, đấy các bác cứ ra nó nhẹ nhàng thôi, bởi vì nó bị vướng vào cái cọc ở cái tai giữa này. Nhiều anh em không đấy là nó sẽ bị xoắn lên và sẽ bị dối lên. Đấy, nhẹ nhàng thôi, sẽ không vấn đề gì cả. Đấy, và khi ra đến tai giữa này rồi thì anh em ra nó thoải mái ok. Còn khi ở cái cọc cuối cùng này nó nhiều khi là cái tai cọc này đó, nó bị móc lên trên các bạn. Các bác chỉ cần bỏ ra ngoài và để xuống dưới. Và đây khi ra đến cọc giữa, khi ra đến cọc giữa này, đấy, lưới không bị xoắn, không bị xoắn. Đây vẫn là ở cái đầu thắt gió ở trên, các bác nhìn thấy đấy, không bao giờ bị xoắn một cái gì luôn. Anh em tham khảo nhá, không nhiều anh em lại thắc mắc về cái vấn đề lưới nó bị quẳng.